Thưa quý vị, hôm nay phim điện ảnh Trường Không Chi Vương mở bán vé trước. Bộ phim cũng có buổi chiếu thử tại Đại học Kỹ thuật Không quân. Tính đến gần 10 giờ sáng, doanh thu đặt trước phòng vé của bộ phim đã vượt quá 8,39 triệu nhân dân tệ, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của tất cả các phim phát hành vào ngày 1 tháng 5 hiện tại. Sau 2 giờ mở bán trước, phim điện ảnh Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác đã có doanh thu phòng vé bán trước đạt hơn 10 triệu nhân dân tệ. Bộ phim điện ảnh không quân của Vương Nhất Bác đã trở thành bộ phim đạt được 10 triệu yên tiền bán trước nhanh nhất vào ngày 1 tháng 5. Sau 7 giờ mở bán trước, Trường Không Chi Vương đã đạt được hơn 14 triệu yên phòng vé. Trường Không Chi Vương với sự tham gia của nam diễn viên hàng đầu Vương Nhất Bác đã phá kỷ lục cho đợt mở bán trước phòng vé ngày 1 tháng 5. Có 13 bộ phim được công chiếu trong ngày lễ lao động 1 tháng 5. Đóng góp doanh số phòng vé của Vương Nhất Bác chiếm quá nửa tổng doanh số phòng vé của 13 phim ra rạp đợt này. Trường Không Chi Vương là tác phẩm ăn khách đầu tiên trước khi phát sóng. Hai nhóm máy bay chiến đấu và phi công thử nghiệm vượt qua giới hạn, hết lần này đến lần khác, đó là khoảnh khắc tuyệt vời để bay lên bầu trời xanh. Xem ra phim điện ảnh của Vương Nhất Bác nhận được sự kỳ vọng cao từ nhà sản xuất và khán giả. Nhờ sự tin tưởng tuyệt đối của các đạo diễn mà tài nguyên tìm tới Vương Nhất Bác tới tấp, tới mức kinh ngạc. Trọng điểm là những bộ phim của anh ấy luôn được phát hành nhanh chóng. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2023, Vương Nhất Bác có 3 bộ phim điện ảnh đã và sắp được phát hành. Thành tích này không phải nam diễn viên chính nào cũng dễ dàng có được, đặc biệt với những bộ phim có đề tài nhạy cảm như phim điện ảnh Vô Danh và Trường Không Chi Vương. Thế nhưng phim của Vương Nhất Bác đã lần lượt ra rạp. Trường Không Chi Vương sẽ ra rạp vào ngày 28 tháng 4. Khung giờ chiếu phim rất linh hoạt và thuận tiện cho khán giả. Phim điện ảnh Trường Không Chi Vương được công bố là phim bế mạc tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh. Sự thay đổi vượt bậc của Vương Nhất Bác bắt đầu từ năm 2019. Tuy nhiên, thời điểm thực sự đánh dấu sự phát triển của anh ấy trong lĩnh vực điện ảnh có lẽ là năm 2023. Những nỗ lực làm việc của Vương Nhất Bác đã gặt hái được thành quả xứng đáng. Vài ngày trước, phim ngắn Bạn Tôi với sự tham gia của Vương Nhất Bác và Châu Tấn đã giành được giải khán giả bình chọn cho phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Uruguay lần thứ 41. Nhiều anti-fan vẫn mải mê cà khịa Vương Nhất Bác trên mạng, nhưng điều này chẳng làm ảnh hưởng tới tài nguyên và ý chí phấn đấu của cậu ấy. Vương Nhất Bác đã trưởng thành và không còn quá bận tâm tới những bình luận ác ý trên mạng. Tài nguyên trong ngành mà cậu ấy nhận được không phải diễn viên nào cũng dễ dàng có được. Xét về tốc độ phát triển, Vương Nhất Bác thực sự đang là một trong những thần tượng hàng đầu. Trong mọi lĩnh vực, Vương Nhất Bác đều nhận được tài nguyên tốt từ các nguồn uy tín. Chúng ta hãy cùng chào đón phi công Lôi Vũ vào ngày 28 tháng 4 này nhé!